tương lai. Đó chính là chủ đề của đêm gala ngày hôm nay, và đó cũng chính là điều chúng ta mong muốn. Hãy cùng nhau sẵn bước cho một tương lai thành công. Bây giờ thì công tố sẽ nói ACB, và tất cả các anh chị cùng nói thật lớn: sẵn bước tương lai. Và sau đó chúng ta sẽ hân hoan vỗ tay, được không ạ? Dạ vâng ạ. Tôi nghe thấy tiếng của mọi người bên dưới bé quá, có được không ạ? Xin được cảm ơn các anh chị, hãy giữ vững tinh thần đó, tinh thần của người ACB. 1, 2, 3 ACB. Với ba lần nữa là xin mời. Xin được chúc mừng cho sự thành công của 25 năm vừa qua của ACB, và chúng ta hãy cùng sánh bước cho một tương lai thành công rực rỡ hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị lãnh đạo, xin được cảm ơn tất cả người ACB đã đồng hành, xin được tri ân. Và chúng tôi xin được muốn nói rằng là chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau trên chặng đường phát triển này.